Các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sửa một cái bo mạch Toshiba inverter. Khi mà các bạn đó đem lại cho mình sửa thì bạn nói là gì? Không cục nóng không chạy. Vậy là chúng ta sẽ nhìn sơ về cái bo này một chút xíu. Cái bo này chúng ta khi mà tháo ra chúng ta sẽ thấy là có một cái relay. Như vậy cái bo này chúng ta nên nhớ rằng nó đã được chuyển điện 220V cho nên nó có một cái relay các bạn ha. Đa số là vậy. Vậy là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thử cấp điện xem coi nó hư hỏng cái gì các bạn ha. Ok, vậy là các bạn nhớ khi mà chúng ta cấp điện cho cái nguồn xích trên cái nguồn của đuôi nóng thì các bạn nên nhớ là ở đây nó có hay có một cái cuộn lọc nhiễu, thì các bạn làm sau đó mà các bạn dò cái đường dây nó về gì cuộn lọc nhiễu là ok ha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thử cấp điện thử các bạn. Đây chúng ta cấp một line phía trước, ở đây chúng ta sẽ cấp thêm một line nữa các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ gắn cuộn CD vô đây vậy. Rồi ok, về các bạn thấy sở dĩ mà mình gắn về các bạn sẽ thấy nè, đây là điện áp lưới chúng ta vô đúng chưa, nó sẽ gì qua đây vô cầu chì để vô một đầu của cuộn lọc nhiễu và dây còn lại cũng vô một đầu của cuộn lọc nhiễu, như là điện áp nó đang vô các bạn ha. Lật xuống. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiến hành, chúng ta sẽ cấp điện thử xem nó hư cái gì các bạn ha. Ok. Các bạn thấy rõ không ha? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta mở điện nha các bạn ha. Ok. Mở điện. Thì thông thường khi một cái nguồn mà chưa chuyển điện rồi thì thông thường thì chúng ta khi mà chúng ta đóng điện chúng ta sẽ nghe là lè đóng một cái cốc, nhưng mà cái này chúng ta hoàn toàn không nghe gì cả. Giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đo thử volt ngay chỗ nguồn 12V thử xem có nguồn 12 không các bạn ha. Ok, chúng ta sẽ để thang 50V, chúng ta sẽ đo nguồn 12 xem có không các bạn ha. Ở trên cái mạch của Toshiba thì nó tương đối rõ ràng, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có ký hiệu chúng ta là RND cộng 12V, chúng ta sẽ đo thử xem có không. Đây, như vậy là cái nguồn này nó đang bị mất 12V ha, mất 12V. Ok, chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta đi học á, đi học thì chúng ta nên nhớ là cái dò mạch điện là rất là quan trọng, chứ các bạn học những cái nơi dạy mà các bạn mà dạy lý thuyết suông, dạy trên bảng không thì mạch thực tập thì không có, thì ấy ở mình thì không dạy online, các bạn chứ mình không dạy online. Khi mà các bạn cắm điện rồi mà các bạn ấy ra thì các bạn phải xả tụ điện nha. Các bạn thấy không? Xả tụ điện, đèn nó sáng lên, xả tụ điện. Chứ không thì nó sẽ gì? Khi mà các bạn làm nó sẽ nổ cái bóp, nếu mà chúng ta phải chạm phải. Rồi, xong. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đo dò cái đường mạch. Như vậy là chúng ta thấy là đây là cộng trừ của 300V. Các bạn ha. Ok, chúng ta thử nè. Đây phải 300V không nè. Đây. Chúng ta mở về thang 1000. Chúng ta đo, đây là cộng, đây là trừ, chúng ta xem đồng hồ lên 300V. Đó ha. Như vậy bạn sẽ dò tiếp cho mình là 300V. 300V chạy tới đây qua cầu chì. Xuống tới đây 300V. Tới đây. Chúng ta. Chúng ta có 300V đúng không? Chúng ta tiếp tục qua cái cầu chì thứ hai. F01 các bạn ha. Như vậy các bạn thấy là mất. Ở đây là có. Đúng chưa? Ở đây chúng ta có gì? Có 300V. Qua đây chúng ta mất, nhưng mà qua cái cầu chì mà mất. Vậy là các bạn sẽ thấy là cầu chì nó đang đứt. Còn ha. Vậy là chúng ta sẽ lấy giấy viết, chúng ta sẽ vẽ sơ cái nguồn xích trên cho các bạn tìm hiểu thêm một chút xíu. Đầu tiên chúng ta xả điện đi cả các bạn ha. Để thông nó còn điện đó nè. Tí nữa. Rồi như vậy thì các bạn thấy để một cái nguồn xích trên hoạt động được thì chúng ta sẽ phải hiểu, khi mà các bạn muốn sửa một cái mạch nguồn xích trên thì các bạn phải hiểu. Như vậy là đầu tiên là chúng ta thấy là điện áp lưới chúng ta vào qua cầu chì, xong gì qua cuộn lọc nhiễu như mình mới nói các bạn ha, qua cuộn lọc nhiễu. Như vậy thì nó sẽ vào cái cầu diode.
cộng trừ các bạn ha. Như vậy thì nó sẽ gì, qua thêm một cái cầu chì đây các bạn, cầu chì mình mới đo cho các bạn đây, đúng chưa, qua cầu chì. Như vậy thì nó sẽ tới gì, cuộn dây của gì, của sơ cấp, rồi tiếp sẽ nói với lại con chanh xe con nguồn. Rồi các bạn hiểu được chỗ này không, đây là BCE. Như vậy thì các bạn thấy cầu chì này đứt, cầu chì này mà đứt thì nếu mà các bạn là học viên của bên mình thì các bạn sẽ phân biệt được cầu chì đứt nó sẽ hư cái gì rồi ha. Nhưng mà cái mạch này thì đơn giản hơn nhiều ha. Như vậy thì nếu mà cầu chì đứt thì chúng ta phải xem ở đây có phải là đĩa mát không. Ở đây cũng là mát, mát này là mát giật, nó có hai cái hình mũi giáo nên cái này sẽ nói với cái này chưa. Như vậy cầu chì mà đứt thì các bạn phải đo cho mình là xem là con chanh xe tông nguồn này có bị chạm hay không. Và cách là chúng ta sẽ đo CE, chúng ta xem. Như vậy muốn đo như vậy thì chúng ta phải gì, trong mạch điện mà các bạn muốn đo một con linh kiện thì các bạn phải cần phải nhả. Ví dụ con linh kiện ba chân thì các bạn nhả hai chân ra các bạn đo, đo thử ha, hoặc là nhả một chân tùy theo trường hợp cụ thể. Đây chúng ta sẽ nhả hai chân ra chúng ta đo. Rồi ha. Như vậy thì chúng ta đo xem có chạm không. Nếu chạm thì chúng ta sẽ đo thêm cuộn xích chân này có bị đứt hay không. Đó các bạn. Ok, các bạn thấy rất dễ, không khó gì chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục đó ha. Ok. Cho một miếng nhạc đi, hơi buồn hết các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ nhả đi, nhả con chanh xe nguồn đây. Cái này nó hơi khó, chúng ta nhả ra luôn, chúng ta đo cho tiện. Mình bên mình dạy là học á, là các bạn học toàn bộ là trên gì, trên mặt điện chứ không học lý thuyết nhiều. Lý thuyết thì chúng ta một ngày chúng ta học ít thôi chứ không nhiều, nhưng mà chúng ta phải thực hành nhiều để chúng ta mới làm được. Chúng ta không học chay, không học lý thuyết các bạn. Thực hành là phải thực hành trên mạch sống chứ không phải thực hành trên mạch chết. Mình phải xác định rõ cái vấn đề đó. Thực hành trên mạch chết thì đâu có gì đâu là quan trọng. Rồi, chúng ta sẽ đo thử các bạn ha. Đo một con chanh xe to. Rồi, đây. Thông thường đo một chanh xe to thì chân B các bạn sẽ vô quay đen. Nếu như mà chúng ta đo chân B là quay đen đối với chân C, một chiều lên một chiều không lên là tốt ha. Thử xem, đây là một chiều lên kim, đổi ngược lại nó cũng lên kim, như là chạm gì, chạm BC, chúng ta xem CE sao. Con này cũng chạm CE, như vậy chạm rất mạnh các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ theo lộ trình, chúng ta sẽ kiểm tra tiếp tục gì của miếng thế xích trên. Cục này cũng bị gì, bị đứt rồi các bạn ha. Thấy chưa? Nếu mà đúng thì nó sẽ lên kim các bạn ha. Ok, rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở ra để chúng ta thấy. Như vậy một điều quan trọng là khi các bạn sửa mạch thì các bạn cái phần có những cái bo gì, bo gọi là bo sát, thì các bạn kia có thể là lấy đồ các bạn sửa, chứ không thì các bạn những cái con miếng thế xích trên này hình như nó không có mới, cho nên các bạn phải cần có sát. Sát máy càng sát máy càng nhiều các bạn sửa máy càng dễ. Mm-hmm.
biến thế này lấy là khó đó các bạn, không phải dễ đâu, tại vì cái chân nó lớn, nó tản nhiệt các bạn ha. Những cái video mình là làm rất mong là các bạn like mình làm những video để chủ yếu là gì, giúp đỡ ích cho cộng đồng, cộng đồng ngày càng biết nhiều thì dân trí càng cao, cho nên chúng ta giúp cho cộng đồng càng nhiều càng tốt. Còn các bạn nào có nhu cầu học nghề thì có thể là liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705. Nhưng mà mình nói trước các bạn là mình, các bạn khi mà các bạn muốn học online thì các bạn học online trực tuyến thì các bạn khỏi gọi cho mình, tại vì mình chú ghét những cái phương thức dạy học kiểu đó, tại vì học không thực tế, không dạy. Chúng ta học thì chúng ta phải gì, trên mạch thực tế, có mạch điện này kia, chúng ta dò mạch, chúng ta hiểu cái mạch thì chúng ta mới làm được. Còn học mà không có dò mạch, không có gì hết, không có thực tế thì không là không chơi. Đối với những cái nguồn xích trên dạng này thì các bạn thấy là nó rất dễ, so với bên TV rất dễ. Nếu mà những bạn nào mà đã làm bên điện tử rồi thì các bạn thấy những cái mạch nguồn này vô cùng dễ dàng, tại vì nó có vài con linh kiện thôi chứ không nhiều. Như những cái TV, ví dụ như bên điện tử các bạn đụng những cái nguồn của TV, những cái TV LC plasma chẳng hạn đi, thì khối nguồn của nó vô cùng khủng khiếp, nó có thể là khối nguồn của nó gấp đôi cái mạch này chứ không nhỏ hơn cái mạch này. Như vậy các bạn thấy những cái nguồn này chỉ là nguồn, nếu mà so với những bạn bên điện tử thì cái nguồn này chỉ là nguồn đồ chơi thôi, không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Cho nên các bạn sửa bo cũng cái gì cũng phải nên biết rằng một điều rằng là những cái nguồn này so với họ chẳng có gì cả, cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng thợ điện tử sửa không được những cái nguồn này. Những cái nguồn này so với họ là đơn giản, họ chỉ không biết nguyên tắc hoạt động của cái mạch thôi, chứ không phải là họ sửa không được, các bạn nên nhớ điều đó. Rồi xong, khi mà chúng ta, trước khi mà chúng ta thay những con linh kiện khác vô linh kiện vô cái mạch thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm một số linh kiện khác vòng vòng khu vực giật nguồn nữa, xem có con gì chạm thì chúng ta sẽ lấy ra luôn, chúng ta để thằng một ký, chúng ta sẽ đo xem. Chúng ta đo những con diode đó các bạn, đa số trong mạch là diode chạm. Con này có thể chạm được các bạn, chúng ta sẽ mở nhổ ra thử. Khi mà xem cái video của mình á, các bạn có cần mình up những cái video gì đó thì các bạn comment và các bạn bình luận bên dưới để mình biết, để mình làm những video clip chia sẻ cho các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành thay thế. Như vậy các bạn nên nhớ, khi các bạn sửa máy thì các bạn cần phải có bo sát thật nhiều, các bạn gỡ những cái cục biến thế xích trên, đây là cục cũ hư, các bạn cần có những cục mới, các bạn sẽ thay thế. Như vậy thì việc sửa chữa các bạn sẽ dễ, còn không thì các bạn sẽ gặp vào giúp chỉ là bế tắc. Chúng ta sẽ thay gì, cầu chì luôn các bạn ha, cầu chì. Khi các bạn muốn gắn thì các bạn phải kiểm tra những thành phần hư hỏng nha.
Mình hiện tại mình đang phấn đấu bây giờ tới Tết khoảng được tới khoảng chừng 50 cái mô hình, không biết được không các bạn ha. 50 cái mô hình. Ở đây mình dạy trên mô hình sống hoàn toàn chứ không, chúng không dạy trên những cái mô hình chết, những cái mạch điện chết mình không có. Chúng ta có những cái mạch điện sống để chúng ta đo, chúng ta thử nghiệm. Dạy là dạy học, phải là dạy như vậy. Thì các bạn còn có thể các bạn về các bạn làm, còn dạy mà dạy chay không có mô hình, không có gì cả thì rõ ràng là không làm được gì cả các bạn. Còn các bạn nào học ở nơi mình á, ở chỗ mình, cái thời gian học thì mình nói trước, thời gian học thì nó là khóa cấp tốc thì 3 tuần, khóa thường thì 3 tháng. Nhưng đó là cái thời gian các bạn học lý thuyết ở đây với lại thực hành ở đây, những cái đơn giản thôi. Còn các bạn nào mà có điều kiện thì các bạn có thể ở đây với mình, phụ mình sửa máy 1 năm nửa năm gì đó. Đó, để gì? 1 năm nửa năm gì? Thì các bạn nâng cao tay nghề, khi nào các bạn biết làm thì các bạn về. Chứ ở đây mình chưa bao giờ mà hạ dạy xong các bạn về, ở đây không có. Khi nào các bạn rành, các bạn sửa máy rành thì các bạn về. Đó là như vậy. Còn các bạn nào đã học viên cũ của mình bao nhiêu năm cũng được, 1-2 năm hay 3 năm gì cũng được. Khi mà có những cái link, những cái kiến thức mới, các bạn có thể vào bất cứ lúc nào để các bạn cập nhật kiến thức. Ở thì ở chỗ mình chắc bạn chẳng tốn một đồng chi phí nào cả. Chúng ta vệ sinh cho sạch sẽ các bạn ha. Mình còn mong các bạn ở đây sửa máy phụ mình đó, các bạn sửa máy phụ mình còn thời gian mình nghiên cứu cái khác. Chứ các bạn cứ mình máy cứ đeo mình hoài, ngày nào cũng thức làm 4-5 giờ sáng vậy biết, nên chẳng có thời gian nghiên cứu cái gì hết. Đây các bạn xem mấy giờ sáng. Đây các bạn xem mấy giờ sáng. Tắt đi mở cho các bạn xem. 5 giờ 37 sáng. Tại vì mình nghĩ một cái điều rằng người thầy phải giỏi thì mới có thể giúp đỡ học trò. Cho nên mình cố gắng mình cứ làm thôi các bạn. Chỉ có vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đóng điện chúng ta đo thử các bạn ha. Ok. Rồi, các bạn thì thấy là xem chúng ta sẽ đo nguồn. Mình ngừa nghe rồi le đắp cái cạch, giờ chúng ta sẽ đo nguồn 12V xem có chưa các bạn ha. Ok. Đây 12V. Oh sorry các bạn, xem chút chết đồng hồ. Lên 12V các bạn thấy chưa. Và 5V có chưa các bạn ha. Mát với 5V đây. Lên 5V. Như vậy các bạn thấy sửa một cái nguồn xích chinh thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải thận trọng trong vấn đề chúng ta thay thế sửa chữa. Khi mà các bạn thấy có chạm chập gì xảy ra trong khối nguồn thì các bạn phải đo những cái con linh kiện xung quanh phần nguồn, xem có những linh kiện nào chạm chập ha, rỉ gì đó thì các bạn sẽ thay thế. Sửa một cái nguồn xích trên thì không có. Đối với những cái nguồn này thì đối với những cái bạn điện tử thì mình nói thêm một lần nữa là những cái nguồn đồ chơi không có phức tạp gì cả đó, bạn nên nhớ điều đó. Rồi vậy các bạn đã hiểu về cách sửa nguồn xích trên, mình hướng dẫn thì rất kỹ. Các bạn có thể là
coi theo mà các bạn có thể làm, nếu các bạn biết được sơ sơ các bạn có thể coi theo các bạn làm các bạn ha. Rồi như vậy thì những video của mình mong chỉ là giúp đỡ cho cộng đồng, cho nên các bạn mình mong các bạn là like và chia sẻ cho mọi người cùng xem, để càng ngày chúng ta càng có hiểu biết thêm về cái phần bom mạch này, chúng ta sẽ đỡ cực trong vấn đề sửa chữa. Lúc trước kia mình cũng là từng đã là thợ, cho nên mình rất hiểu cái cảnh mà cực khổ trong vấn đề những cái bom mạch này, cho nên là mong các bạn like để cho video của mình nó lên top. Rồi chúc các bạn thành công trong cuộc sống ha.